Lại Đắc Tuấn, cận vệ của Chủ tịch nước Lương Cường là ai? Vì sao bị cảnh sát chi lê bắt? Tình trạng suy thoái đạo đức trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo Việt Nam hiện nay là vấn đề hết sức đáng lo ngại. Đó không chỉ là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, mà còn là lối sống buông thả hay thích chén của lạ, thường xuyên nên thành tật. Theo truyền thông quốc tế, một cận vệ tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường đã bị bắt với cáo buộc xâm hại tình dục. Sự việc xảy ra trong chuyến thăm chính thức Chủ tịch nước Lương Cường tới Chile từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11. Truyền thông do nhà nước Việt Nam quản lý không đưa tin về vụ việc vừa kể trên, mặc dù truyền thông quốc tế đăng tin rất nhiều. Truyền thông tại Chile và quốc tế đưa tin về việc kèm theo hình ảnh nêu rõ thủ phạm trong vụ việc là ông Lại Đắc Tuấn, 59 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam, là thành viên trong đội cận vệ của Chủ tịch nước Lương Cường. Bộ Ngoại giao Chile cho biết người cận vệ này, tức là ông Tuấn, đã bị đưa ra xét xử tại tòa án vào chiều ngày 11 tháng 11. Tòa án Chile đã ra lệnh cho ông Tuấn phải rời khỏi nước này, đồng thời cấm ông quay trở lại Chile trong vòng 2 năm. Theo thỏa thuận, một lần được một nạn nhân, một công dân Chile chấp nhận. Theo giới thạo tin, mạng xã hội đã phát hiện ra cá nhân có tên Tuấn Lại Đắc dung mạo phù hợp với nghi can xuất hiện tại phiên tòa Chile, đồng thời cho biết nạn nhân bị tấn công tình dục là phụ nữ người Chile làm nghề nhân viên dọn phòng trong một khách sạn sang trọng của chính phủ ở thủ đô Santiago. Sự việc xảy ra vào thời kỳ lúc nghỉ trưa, Lại Đắc Tuấn sau bữa ăn trưa tại phòng ngủ đã có các hành vi lạm dục tình dục không tiếp xúc nhưng mang tính khiêu dâm mà không có sự đồng ý của phụ nữ dọn phòng này. Cụ thể, ông Tuấn khi lên phòng đã gọi nhân viên khách sạn. Khi nữ nhân viên vào phòng, lập tức anh này đóng cửa lại, trong khi mặc đồ lót rồi ra hiệu bằng tay muốn đấm bóp. Điều đó đã khiến cho nhân viên khách sạn nghĩ mình bị lạm dụng tình dục, nên đã hô hoán báo cảnh sát. Ông Lại Đắc Tuấn là phó phòng hậu cần, bộ tư lệnh cảnh vệ, được cử đi tháp tùng chăm lo bảo vệ sức khỏe cho Chủ tịch nước Lương Cường. Trong chuyến công du các quốc gia Nam Mỹ của Chủ tịch nước Lương Cường, ông Tuấn là đội trưởng đội an ninh bảo vệ. Việc ông Tuấn bị bắt ở Chile vì lạm dụng tình dục đã có nhiều ý kiến đặt giả thiết liệu ông Tuấn có bị gài bẫy hay không, với mục đích nhằm hạ uy tín của Chủ tịch nước Lương Cường theo sự chỉ đạo từ ai đó cao hơn. Facebook Dương Quốc Chính thì nhận xét trên trang cá nhân rằng chắc kiểu đi công tác tranh thủ tạt té, ăn dâu ngô xong lại bị cài đúng không? Chứ đi xứ lạ bình thường làm gì có chuyện dám xâm hại ai. Chắc lại bị anh em đồng chí của mình gài, hoặc do Tuấn chơi phũ quá mới đem em gái nó kiện, cho nên đang làm chuyện mua bán cái ấy rồi chuyển thành xâm hại. Đen cho chủ tịch nước của mình quá, ngay chuyến công du nước ngoài đầu tiên đã bị xúi quẩy. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng Chile là nước thượng tôn pháp luật nên các sếp nhà mình mới dính. Nếu như Việt Nam em nào trái ý lãnh đạo thì sếp ta có thể bảo chủ đuổi việc ngay tại chỗ. Tuy nhiên có nhiều ý kiến nhắc nhở rằng dẫu là quan chức và ăn chơi là chuyện bình thường, nhưng tối thiểu quan chức cũng phải biết ăn tùy nơi, chơi tùy chỗ. Cần phải biết mình đang ở đâu, mình là ai, ngay cả khách sạn sang trọng của chính phủ nước bạn, các quan chức cũng không thà. Chắc là sau bữa trưa chén chú chén anh xong như ở Việt Nam là các sếp phải dùng của lạ thường xuyên quen mồm rồi. Nay mới đi công cán, xa nhà ít ngày, các quan không nhịn được, rồi cứ tưởng gà Tây ở Chile cũng bở như gà ta ở Việt Nam. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin Lại Đắc Tuấn, cận vệ của Chủ tịch nước Lương Cường là ai? Vì sao bị cảnh sát Chile bắt? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tờ huyệt của Tổng Bí thư Tô Lâm trước Đại hội Đảng 14 là gì? Chủ tịch nước Lương Cường đi tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác APEC 2024 tại Lima, Peru, đồng thời thăm chính thức Cộng hòa Peru từ ngày 12 đến 16 tháng 11. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Trong khi đó, các đánh giá cho rằng ông Tô Lâm hình như đã cảm nhận được cơn sóng ngầm trong chính trường. Đó là sự phản ứng từ các phe chống đối trong đảng,
được cho là do ông Lương Cường dẫn dắt. Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đều là nhân vật chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, không có thông tin chính thức thừa nhận mối quan hệ cá nhân không bình thường giữa hai lãnh đạo hàng đầu này. Giữa lúc một số nhà phân tích cho rằng không thể coi nhẹ khả năng Chủ tịch Lương Cường sẽ vươn lên vị trí Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại đại hội lần thứ 14 diễn ra vào đầu năm 2026. Ở chiều ngược lại, một số nhận định từ giới phân tích cho rằng ông Tô Lâm đang nỗ lực bày binh bố trận để thâu tóm toàn bộ quyền lực trong đảng. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm nhường lại chức Chủ tịch nước không phải là sự thất thế, mà đó là một tính toán khôn ngoan để tạo ra sự đồng thuận trong nội bộ của đảng, cũng như tạo đà cho sự trở thành một Tổng Bí thư quyền lực nhất sau đại hội đảng lần thứ 14. Các kỳ đại hội đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra cứ 5 năm một lần. Nó đòi hỏi phải có sự hợp tác thống nhất giữa các cơ quan của đảng và nhà nước, cũng như các lãnh đạo hàng đầu. Dù chức danh Chủ tịch nước không phải là người trực tiếp tham gia vào công tác nhân sự của đảng, nhưng ông Lương Cường, thông qua các mối quan hệ chính trị cũng như có ảnh hưởng đáng kể đến việc bầu chọn các vị trí lãnh đạo trong đảng. Đặc biệt, trong việc lựa chọn nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị cũng như Ban Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Những đánh giá về sự thiếu đồng thuận giữa ông Tô Lâm và ông Lương Cường đều là có thật, đã xảy ra từ năm 2024 cho đến nay. Tuy nhiên, để tạo được ảnh hưởng lớn hơn nữa trong đảng trước kỳ họp Đại hội 14, hai ông Tô Lâm và Lương Cường phải tạm đóng băng lại mối mâu thuẫn này. Trên cương vị đứng đầu đảng và nhà nước, cả hai ông Tô Lâm và Lương Cường sẽ có ảnh hưởng lớn tới sự ổn định chính trị và tiếp tục phát triển các chính sách của Việt Nam tại Đại hội Đảng 14 sắp tới đây. Những đánh giá về khả năng mạnh yếu ai sẽ là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng 14 vẫn chỉ là sự giả định, vì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm khả năng lãnh đạo và quản lý, yếu tố phẩm chất chính trị và đạo đức, quy trình dân chủ và minh bạch. Nhưng quan trọng nhất đó là sức mạnh của các phe cánh. Xét trên yếu tố này, dễ dàng nhận thấy thế và lực của Tổng Bí thư Tô Lâm dường như áp đảo phe tướng lĩnh chính trị của ông Lương Cường. Nhưng trên bình diện tổng thể thì vẫn chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào. Nhân vật thường trực Ban Bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú được đánh giá là người có khả năng tạo ra các rắc rối cho Tổng Bí thư Tô Lâm. Bởi ông Tú nằm ngoài tầm kiểm soát của ông Tô Lâm, như là người đứng đầu cơ quan có quyền lực điều tra các lãnh đạo cấp cao nhất. Theo một số ý kiến, đây là lý do ông Tô Lâm bắt buộc phải duy trì bằng được mối quan hệ vốn có với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Một khi mối liên minh này đứt gãy, đồng thời Trần Cẩm Tú chính thức bắt tay với phe quân đội, thì ngay lập tức sẽ sinh chuyện. Điều đó hết sức bất lợi đối với Chủ tịch nước Lương Cường. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin tử huyệt của Tổng Bí thư Tô Lâm trước đại hội lần 14 là gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de